Chào các bạn, hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn sửa nồi cơm điện nha các bạn. Bây giờ mình cắm điện vào. Và nồi cơm mình nó sẽ bật cái đèn đỏ là cái đèn nấu các bạn. Đó, mình bật xuống nó vẫn đỏ mà mình thả lên nó cũng không nhảy lên đèn vàng. Nó cứ ở mức đèn đỏ. Rồi, bây giờ mình rút điện ra. Và nồi vẫn không nóng nha các bạn. Nó báo đèn đỏ nấu nhưng mà nồi không nóng. Đó, bây giờ mình đụng vào nồi cũng vẫn không nóng nha các bạn. Và bây giờ mình cùng mở ra các bạn nhé. Và đây là bên trong nồi cơm điện các bạn, cũng rất là đơn giản. Đây là cái cầu chì từ cái điện vào các bạn, vào nó qua cái cầu chì, nó nối vào một đầu của cái dòng điện trở để nấu, còn một dây thì nó qua cái rờ le để công tắc các bạn, để khi mình ấn xuống thì cái rờ le này nó sẽ đóng cái công tắc vào, nó nối qua cái dây điện nguồn để nó nấu các bạn, để đưa điện vào cái lò xo làm nóng. Và bây giờ mình để đo ôm, mình đo thử cầu chì nha các bạn. Trước tiên mình đo thử cái cuộn dây điện trở làm nóng có còn nha các bạn. Đó. Rồi, còn dây điện trở làm nóng còn nha các bạn. Rồi tiếp theo mình đo cầu chì. Đó, cầu chì đã không lên là cầu chì đứt rồi các bạn. Sẵn đây mình cũng đo luôn cái rờ le nha các bạn, xem nó còn hay không. Nói rờ le thôi chứ thực sự nó cũng chỉ là cái công tắc thôi các bạn. Đó, khi mình ấn cái nút bật của nồi cơm xuống thì cái thanh sắt này nó sẽ xuống và nó sẽ nhả cái nút ngay chỗ cái công tắc này ra thì nó sẽ đóng lại. Đó, bây giờ mình bật thử nha các bạn. Đó, mình bật xuống thì hai cái tiếp điện nó sẽ đóng lại và nó sẽ cho dòng điện chạy qua, nó giống như cái công tắc đó các bạn. Đó, khi mình nồi cơm nó bật lên thì cái thanh sắt nó sẽ đụng vào cái nút, nó sẽ ấn vào và nó sẽ ngắt. Đó, bây giờ mình sẽ thay cầu chì nha các bạn. Các bạn chỉ cần mở một con ốc này ra thôi. Rồi mình sẽ rút cái ống bảo vệ ra. Đó, đây là cái cầu chì này các bạn, nó đã bị đứt. Nếu như các bạn có cầu chì sẵn thì các bạn gỡ luôn con ốc bên đầu vào này, các bạn sẽ thay vào là xong. Còn trường hợp mình chỉ nếu các bạn ở nhà không có cầu chì thì mình sẽ lấy một khúc dây điện nha bạn, lấy một cái ruột dây điện nhỏ đó, mình sẽ nối nó qua cũng được. Đó, bây giờ mình lấy một cái cọng dây điện nhỏ thôi nha các bạn. Mình sẽ nối nó qua. Đó là trường hợp ở nhà các bạn không có cầu chì, các bạn muốn làm liền để nấu cơm. Còn nếu như các bạn có thời gian, các bạn sẽ đi mua cái cầu chì các bạn gắn vào cũng được. Và bây giờ mình sẽ xoắn cái cọng dây điện nhỏ vào nha các bạn. Đó, các bạn xắn hai cái đầu bên cầu chì á, cho còn dây điện nó chạy tắt ngang qua cái cầu chì luôn. Xong rồi mình lấy cái mẫu hàng đó các bạn, mình chấm
tránh cho nó dính chì vào cái cụ chì cũ á, cái cọng dây điện mình mới sắn vào á. À, mình sẽ chấm hai đầu. Các bạn không chấm thì cũng được, nhưng mà sợ nó nóng nó bong ra các bạn. Rồi các bạn chấm chì hai đầu vào thì nó chắc ăn hơn. Tiếp theo mình sẽ chấm cái đầu kế tiếp đó các bạn. Hồi nãy mình chấm cái đầu trên, giờ mình chấm cái đầu dưới. Các bạn chấm cho chì nó dính vào. Đây mình cho thêm tí nhựa thông cho nó dễ dính nha các bạn. Khi ăn xong rồi mình lấy cái kìm hoặc cái kéo mũi nhọn mình cắt hai cái đầu nó dư ra các bạn cho nó gọn. Rồi khi ăn xong mình sẽ lấy cái đồng hồ các bạn, mình sẽ đo lại xem nó có đã thông mạch chưa nha các bạn. Đó, mình sẽ đo. Rồi, ok rồi các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái ống cách điện mình nhét vào như cũ nha các bạn, để cho nó không có chạm ra vỏ. Rồi và bây giờ mình sẽ quàng con ốc này lại. À, khi quàng ốc các bạn phải lấy cái kìm kẹp cái chân ốc lại nha, để các bạn quàng mạnh là nó sẽ méo hoặc gãy cái chân lò xo nha các bạn. Chân nối vô lò xo làm nóng cái nồi cơm á. Sau khi bắt ốc xong các bạn sẽ bố trí lại cho nó ngay ngắn. Và mình sẽ lấy đồng hồ các bạn, mình sẽ đo lại một lần nữa. Rồi các bạn nhớ đo đồng hồ bật giờ là đo ôm nha các bạn. Đó, về đo ôm nhân 1 á, mình đo lại. Rồi, đã thông mạch rồi các bạn, ok rồi. Mình cũng có thể cân chỉnh cái cây này cho nó ngay nha các bạn. Nhiều khi nó nóng quá nó bị cong á. Rồi bây giờ mình sẽ ráp cái nắp nồi cơm lại nha các bạn.
Rồi sau khi ráp tắp xong mình sẽ bỏ cái nồi vào. Khi bỏ cái nồi vào thì nó mới đè cái nút giữa nồi cơm, mình mới ấn cái nút nấu xuống được nha các bạn. Đó. Nhưng mà khi cắm điện vào các bạn đừng nên đè vào nha. Các bạn sẽ lấy một cái vật cách điện, các bạn ấn nhẹ vào chứ các bạn không được đụng vào. Rồi, bây giờ mình sẽ cắm điện vào mình thử nha các bạn. Đó, bây giờ mình cắm điện vào, chưa ấn nút nào lên đèn vàng là đúng không các bạn? Khi các bạn ấn nút nó sang đèn đỏ. Vậy là mình đã làm xong rồi các bạn. Rồi, xin chào các bạn.